Em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to lắm chị. Kì vậy? Dạ tại vì ghét vậy? Của nào chờ trao của đó không chị. À rất là dí dỏm. Thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Thiệt này tay chị Tường. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời chị bạn. Chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nhật Ái, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm, khoa giáo dục tiểu học. Vậy là quê mình ở đâu em? Dạ em ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. 23 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên Lê Nguyễn Thành Đông, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là trưởng phòng kinh doanh. Mình là ở đâu? Dạ, em quê ở An Giang ạ. An Giang lên thành phố là ở đâu? Hiện tại em ở quận 11. Với một cái hình dáng thế này, với một sự năng động và một cái chức vụ như bạn thì tôi không tin rằng bạn gọi là ế đâu. Dạ thì trước giờ thì cũng quen được khoảng 4 mối tình rồi. Cũng nhiều nguyên nhân, nhiều lý do thì cũng không đi được với nhau nữa. Lý do nào bạn có thể nói một số lý do để mình rút kinh nghiệm đó mà. Em đi quá nhiều, em làm nhiều á thì thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay nếu như bạn mà quen bạn gái bên kia, dạ, bạn đi nhiều quá như vậy, dạ, mất cơ hội nữa thì sao? Từ trước á thì em hình dung là mình sẽ cố gắng làm, lo cho sự nghiệp trước. Rồi lúc đó là mình mới tập trung là gia đình. Bữa nay 29 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì gần đây á, thứ nhất á, là mấy anh chị em trong gia đình á, là cũng bắt đầu là lần lượt là cưới. Rồi nhất là chị hai em á, chị ruột em á, thì có em bé. Mà em thấy là giống như đến lúc mình đã lập gia đình rồi thì em biết là mình phải nên tập trung như thế nào. Đúng rồi, rồi. Bớt để công mình... việc lại ha. Dạ, tập trung cho tình yêu. Bạn nữ bên đây thì mình cũng không tin là em lại cũng bị ế. Chị thấy em rất là dễ thương và đi học trong trường thì chắc là cũng phải có nhiều anh dòm ngó đưa, dạ, đón. Trong trường em khoa giáo dục tiểu học thì ít con trai lắm chị. Đa số là bạn nữ là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang còn đi học, nếu bây giờ hai bên mà kết nối được với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc có lẽ là em phải tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi em mới... Là bao nhiêu lâu? Ảnh 29 tuổi rồi, giờ ảnh muốn vợ dữ lắm rồi. Dạ chắc cũng khoảng... 1-2 năm gì đó chị. Hết hồn, 1-2 năm được hả anh ha? Dạ em thì 1.5 đến 2 năm là ok. Vậy dạ, được rồi. Tưởng bạn này đòi ổn định công việc, bạn nói 3-4 năm, cái bên kia anh đợi đâu có nổi đâu. Thôi bây giờ mình nói luôn đi. Mình muốn tìm một người yêu, một người vợ như thế nào? Xinh xắn, dễ thương. Ai cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì giống như bạn nữ, tư tưởng cũng chuẩn, biết được mình. Tư tưởng chuẩn là sao? Dạ thí dụ như có một số bạn nữ nói là không biết nấu ăn. Không thích nấu ăn, giống như thời buổi giờ thì không sao hết. Giống như bạn không biết nấu ăn thì bạn bù lại bằng vấn đề gì đó. Em và bạn nữ đó là cũng cùng nhau suy nghĩ làm sao lo chuyện đó cho nó ok. Chứ không phải là không biết nấu ăn rồi vậy thôi hết. Thôi không gì đó, yêu thích gì nữa người phụ nữ nữa. Dạ, từ trước tới giờ thì em thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay, ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay, ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết sao nữa. Mà bàn tay bứt măng á hả? Thì coi coi. Dạ, dạ cũng giống vậy á. Thích bàn tay thôi. Này bứt măng không chị? Đương nhiên là những yếu tố khác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó cũng là một trong những điểm cộng em rất là thích. Cho coi luôn đi để người ta có cái tinh thần người ta nói chuyện. Đây đây, đưa ra đây đây này, qua cho coi tay. Đó giờ mình đi coi đàn gái coi mặt, giờ bên đây dù coi tay trước. Lạ thiệt. Này tay chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Sao biết tay tôi hay vậy? Tay tôi gớm lắm hả? Tay tôi được mấy điểm? Dạ 6. Tại chương trình, còn đang quay tiếp á, anh chị cũng 9 điểm. Dạ. Được, biết cách. Em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to lắm chị. Kì vậy? Dạ tại vì ghét vậy? Của nào chờ trao của đó không chị. À rất là dí dỏm. Bên đây hơi bị chuẩn đó em. Dạ. Có điều gì mình không thích? Dạ chắc đầu hói, bụng bự. Chắc anh trẻ anh không có. Không mấy đứa cái bụng qua đây cho tôi coi coi. Không có gì hết á, yên tâm đi. Đâu tôi không có tình ai hết trơn á. Dạ em chào chị. Được ha, không có hói nhiều, chỉ hói nội bộ vài chỗ thôi. Mà em có tật xấu gì không? Dạ có, em nghĩ là cũng rất là nhiều ạ. Cái gì? Thí dụ như là em hạn chế mấy việc nhà lắm.
giống như thứ nhất là mình lo làm, cái thứ hai nữa là giống như mình cũng không thích việc nhà rồi đó, ví dụ như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà rồi đó, là em rất là hạn chế những mặt đó. Rồi giả tỷ bạn nữ cũng hạn chế luôn rồi sao? Ăn em... xong đập chén. Em nghĩ là anh thì em làm hết luôn hả? Mình cũng sắp xếp được, thí dụ như cả hai cùng đi làm, thí dụ việc ít thì mình sẽ chia nhau ra làm, phải chia sẻ với nhau. Có phụ vợ đúng không? Dạ đúng rồi, ok. Mà không thích thôi. Còn nếu như mà việc nhiều hay là có em bé đó thì cố gắng thiệt nhiều, làm thiệt nhiều rồi mướn người chăm sóc. Được ha. Dạ. Có phụ đừng có lo, nhưng mà em biết làm việc nhà không? Để anh Hoàng xem bạn gái coi hợp với thằng trai không nha. Xin chào cô gái. Rất dễ thương. Đàn trai phong độ, lịch lãm, giỏi giang. Em thích người đàn ông làm thế nào để mình có nhiều niềm vui nào? Dạ, ảnh biết cách quan tâm, chăm sóc. Còn phải biết nghĩ đến người khác nữa. Đừng có để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen. Đừng có gia trưởng. Anh này có gia trưởng không anh? Dạ, em không có vấn đề đó đâu. Đúng rồi, người miền Tây ít có gia trưởng lắm. Dạ. Anh này cũng thoáng lắm, hài hước nữa. Rồi gì nữa? Mong muốn anh làm gì cho mình nữa? Dạ, cũng đơn giản. Anh muốn làm gì thì anh làm. Anh muốn làm gì làm. Em cũng không đòi hỏi gì nhiều ạ. Em có phải là người phụ nữ thích lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là phụ nữ nào cũng thích lãng mạn. Thích lãng mạn. Dạ. Em ơi, em trai có lãng mạn không em? Có những lúc em rất là lãng mạn. Thì em hy vọng sắp tới là lãng mạn nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà hình tượng thì em muốn là giống ba em. Ba em? Ba em là một người chung thủy, thật thà. Việc gì cũng biết làm ở nhà hết, như là sửa điện, sửa xe, sửa ống nước. Nói chung là việc nhà là ba em đều biết làm hết. Ai cũng ngưỡng mộ ba mình và muốn người yêu của mình giống ba của mình hết. Dạ. Giống mẹ mình ha. Anh thấy hai bên cũng hợp rồi đó. Về vóc dáng, về ngoại hình, về tư tưởng, về những cái suy nghĩ. Dạ. Đề ra là nó cũng gần như hợp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái mình đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn của em ạ. Rồi, đâu? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là em họ của chị Ái. Em thấy anh bên đây thì ảnh cũng cao, cũng có tính hài hước. Em không biết là anh ở quận 11, chị em thì ở Hóc Môn á. Dạ. Khi mà hẹn hò thì hai người sẽ thu xếp thời gian như thế nào? Đối với anh chuyện đó là rất là đơn giản. Hóc Môn với quận 11 rất là gần, không thành vấn đề. Cũng trong thành phố mà em. Dạ đúng rồi. Thì em mong là sau chương trình này thì anh chị sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu hơn nhiều về nhau. Vậy là cơ bản là phù hợp phải không em? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Bạn nam. Dạ em đi với chị với anh em. Xin mời anh chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ chào chị. Em là chị của Đông. Hôm nay em thấy là hai em nó nói chung là cũng tương đối hay hợp nhau ấy. Hy vọng là hai em có thể đến được với nhau như cả nhà mong đợi. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Đấy, hai bên cứ nói chuyện với nhau đi nha. Cảm ơn. Đó, mình kiểm tra chiều cao, mái tóc, cân nặng gì đi ha em ha. Em hỏi đi. Anh có định lập nghiệp ở thành phố không ạ? Anh là con trai út trong nhà, ba anh mất 5 năm rồi. Trách nhiệm của anh thì anh phải về với mẹ. Nhưng mà mẹ nói thì tùy thôi chứ không có ép buộc. Thì nên cái chuyện mà về hay ở hay là làm ở đâu đó, thì anh nghĩ là tùy cái tình hình nó sắp tới nó như thế nào đó. Dạ. Anh có thấy em trẻ con quá không? Cái tuổi của em với tuổi của anh cũng hơi cách xa nhau á. Cũng không xa nhau quá đâu. Anh cũng còn tươi lắm chứ không có đến mức đó. Yeah. Với lại anh biết bạn nữ á, thường muốn một người nam như thế nào hay là muốn được chiều chuộng như thế nào. Ở tuổi của em đó thì có những cái mong ước nó lãng mạn cho nó thích thú đó. Yeah. Thì anh tin rằng là anh đủ khả năng hát hò nhảy múa gì em biểu diễn đi. Đúng rồi, anh sẽ đáp lại liền. Em không hát em đọc được không chị? Đọc cái gì? Đọc bài hát hả? Dạ. Được không có gì? Hát. Được luôn. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nói làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Yeah. Yeah. Đọc được không? Đọc giống bạn được không?
Dạ em nghĩ cô giáo thuộc bài còn trò không thuộc bài. Thua đúng không? Thua nha, 1-0. Nãy em chưa hỏi anh là không biết anh có lăng nhăng không? Anh gật đầu hả anh? Không, anh gật đầu là giống như anh sẽ trả lời á. Gật gù. Anh nghĩ cái duyên vợ chồng á nó cũng lớn lao, nó cũng cao cả lắm. Nên anh muốn tìm một người nào đó khi mà mình cưới á, thứ nhất là mình tin tưởng tuyệt đối với nhau, thứ hai là hai bên cũng phải là yêu thương nhau hết lòng. Thì anh nghĩ là anh không có chuyện đó. Nếu phải về An Giang làm dâu thì em có đồng ý hay không? Dạ chắc là phải trong quá trình tìm hiểu ảnh tạo cho em cái cảm giác là tin tưởng và yêu thương, em mới có thể là suy nghĩ lại. Giống như anh nói với em gì, thứ nhất á là mình sống để mưu cầu hạnh phúc, tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mình cưới nhau á, nơi đâu có hai vợ chồng, mình ở đâu mình thấy an tâm, thấy vui vẻ, thấy thoải mái là ok. Dạ. Anh không quan tâm nó là ở đâu hết. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Nắm tay nhau. Rất xứng đôi. Mọi người thấy xứng đôi mà. Hình như họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi đấy. Hôn đi, chàng trai nào. Thôi má là. Má là. Dạ. Quy định của chương trình là như vậy bạn. Khi ta bắt đầu bấm nút thì chúng ta đã chấp nhận là mình đã quen nhau rồi. Nào. Dấu ấn ngày đầu tiên. Đúng mình rồi. Gặp mặt. Anh Hùng ở đâu? Hùng hỏi Hùng ở đâu nữa. Hùng tráng không còn. Được, anh định nó Hùng tráng không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Được. Má em là nhắm mắt ra đi. Được ha. Thôi, hết này hai đứa đi ăn vàng được rồi đó. Em cũng có lập một gia đình rồi. Phải có ly hay không? Con nói chút xíu đi bà. Sau hôn nhân đổ vỡ thì anh đó sống như thế nào? Và cái mối quan hệ sau hôn nhân đổ vỡ của anh đó với chị đó như thế nào nữa? Có rõ ràng hay không? Như vậy là chúng ta đã thành công trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Dạ, em bị đau. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Lưu, em tính Long An. Bạn làm nghề gì? Dạ, em kỹ sư cơ khí về tôn thép anh. Như hoa sen, tông hoa sen vậy đó. Hôm nay bạn bị đau chân đúng không? Dạ, bị đầu gối, bị chặt khớp. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào quý vị khán giả và chào anh bên cạnh. Em là Hồng Ly, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Bình Phước. Hiện tại em đang công tác tại Bình Dương chị. Ủa còn anh bên kia là mình làm việc ở Long An luôn hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, làm ở Bến Lức Long An chị. Bến Lức Long An luôn. Cặp này hẹn hò nhau cũng hơi cực chút xíu. Tình yêu sẽ làm cho chúng ta vượt qua được tất cả. Có ngại ngùng gì không? Dạ, em ở Long An thì hơi xa chị. Không sao, ảnh sẽ tới. Yên tâm đi, đàn ông người ta làm được. Mình giới thiệu một chút về mình đi. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Dạ thì điểm mạnh của em nghĩ là một người của gia đình. Em biết nấu ăn, em có thể nấu tiệc cho khoảng 3-40 người. Ồ, nấu tiệc được luôn ha. Dạ. Còn điểm yếu thì nhiều lắm chị. Điểm một yếu vài điểm yếu nhất. Em mê ngủ. Em luôn báo thức trước 15 phút nhưng mà toàn bị trễ không chị. Nhưng mà đó là... Có nghĩa là báo thức rồi, báo thức quen vẫn không chịu dậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đó là trong mỗi buổi sáng đi làm thì em hay có tính đó. Nhưng mà mỗi lần mà đi chơi hay gì đó em dậy sớm lắm. Trời ơi, cô 32 tuổi rồi mà tưởng như cô 23 tuổi chứ. Dạ. Rồi bạn trai, bạn có kể một chút xíu về tình trường của bạn. Dạ, vấn đề tình trường thì em cũng có lập một gia đình rồi. Phải có ly hôn người hay năm. Nói lớn chút xíu đi bạn. Bạn có gia đình rồi, ly hôn 2 năm rồi. Dạ. Có con chưa bạn? Dạ, con được 4 tuổi anh. 4 tuổi? Vậy thì bây giờ con ở với ai? Dạ, con ở đang ở với mẹ. Bé trai hay bé gái vậy bạn? Dạ, bé trai chị. Như lý do tại sao mà tại vấn đề vậy bạn? Vợ thì cũng đi làm ở xa. Em cũng kêu về, cũng năn nỉ về lắm rồi. Nhưng mà không chịu về. Xa là ở đâu? Vợ thì quê ở thị xã Tân An luôn. Nhưng mà là ở Vĩnh Hưng á, dắt Campuchia anh. Mấy năm rồi bạn? Dạ, hồi tháng 5, 2015 á chị. Gần 2 năm rồi ha. Dạ. Rồi suốt 2 năm qua là bạn có mối tình nào không?
Dạ không chị, tại vì em thấy cái vấn đề của em thì cũng đã một đổ vỡ một lần rồi, thứ hai nữa là cũng có con, cho nên là em cũng rất là ngại vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ. Thôi để tôi qua tôi nói chuyện với bạn gái chút xíu, cái chuyện này nó. Dạ. Chào anh. Chào em. Hồi nãy nghe anh ấy nói rằng anh ấy có gia đình rồi, dạ, đổ vỡ có một con rồi thì em cảm nhận sao? Thật ra thì em cũng không quá quan trọng về bạn nam đã ly hôn, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là em cảm thấy là không biết là sau hôn nhân đổ vỡ thì anh nó sống như thế nào. Dạ, và cái mối quan hệ sau hôn nhân đổ vỡ của anh đó với chị đó như thế nào nữa, có rõ ràng hay không? Những người từng đổ vỡ thì họ sẽ biết trân quý giá trị gia đình hơn. Đúng rồi, như thế là được rồi đó. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Cao khoảng 1m65 trở lên, ngoại hình dễ nhìn, không quá gầy, hơi tròn thì được. Tròn, có tròn. Không bị hô. Có hô không? Có hô không? Hô không có hô, có dồ được không? Sao im re vậy? Không. Để chị hỏi được chị. Chào chị. Trời, 32 tuổi mà còn trẻ quá ha. Còn dạ, con cái thì bạn nghĩ, bạn tính như thế nào? Con bây giờ tuổi của con em mới 4 tuổi thôi. Khi mà con nó được đủ 7 tuổi mà để lên lớp 1 á, thì có thể là em xin cái đón con về. Không biết bên bạn nữ có chấp nhận hay không. Rồi một chút nữa chị sẽ hỏi giùm cho em. Dạ. Bây giờ nếu mình lấy nhau thì hai vợ chồng sẽ ở đâu? Thì có thể là ở Sài Gòn hay ở Long An cũng được. Okay, cảm ơn bạn. Bạn cũng nghe bạn trai đã chia sẻ rồi, thì bạn cảm nhận như thế nào? Dạ thì thật ra em rất là thích con nít. Thì cái vấn đề đưa bé về nuôi thì không sao cả, nhưng mà em vẫn có một cái chút băn khoăn lo lắng, đó là hiện tại đây thì em thấy hầu như người ta rất là thành kiến với lại chuyện mẹ kế, nên em sẽ rất là lo lắng về cái việc đó. Không có vấn đề gì đâu, đó là những quan điểm ngày xưa thôi. Thật ra bây giờ con ai cũng là con với lại con nít mà, nó có tội tình gì đâu, mình yêu thương nó sẽ yêu thương mình, em đừng có lo quá cái chuyện đó. Dạ. Rồi bao lâu thì mình sẽ sanh một đứa con riêng cho hai vợ chồng? Dạ cái đó thì vấn đề do bạn nữ chứ em cũng đâu có quyết định được chị. Rồi một chút xíu nữa kéo màn lên thì hai bạn sẽ trao đổi kỹ với nhau hơn. Bây giờ thì mình muốn hỏi thăm ý kiến của người thân, bạn có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị họ, với lại một em hàng xóm, với lại một chị bạn. Rồi. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Khất Tường. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả, người dân miền Tây, nói chung là cũng thật thà. Dạ. Và em cũng đã trải qua rồi thì nghĩ là cái sự chín chắn nó có. Tôi mong thì hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Sao đi với ai? Dạ, em đi với lại anh. Dạ chào anh. Thấy đối tượng bên kia là nào? Chào chị Chắc Tường. Dạ. Em nhận xét em với em á, chuyện tình nó có lận đận. Nhưng mà nói chung hai đứa cứ thấy được thì cứ tiến tới đi. Nhưng mà thấy cơ bản là hai bạn này có thích ứng với nhau hay không? Thấy được. Nhưng mà bạn nữ thấy hai cái tên đó, Lu, Ly. Nếu Lu Linh thì mình sợ. Ly á, mai mốt á, em phải cứng rắn hơn. Nói chung là 32 tuổi rồi nhưng mà còn trẻ em lắm. À, anh có tính xấu gì không anh? Mà nãy giờ anh chưa có nói không anh? Không, Lu được cái là nó... Khi mà hứa ai á, hứa là phải làm. Có uy tín. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Lu nè, anh hỏi em muốn tìm một người yêu sắp tới như thế nào? Dạ em muốn tìm một người phụ nữ thứ nhất là bao dung, thứ hai nữa là cái vấn đề là có trách nhiệm chia sẻ, có gì thì cứ nói việc với nhau hết chứ không có gì mà phải giấu giếm gì cả. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là vấn đề là người phụ nữ là hay nói nhiều, xô xua hay là đua đòi á. Rồi được, thôi hai người gặp nhau đi. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi ảnh nha. Dạ. Vì đây là cái cơ hội, mình cũng 32 tuổi rồi ha, tìm hiểu chín chắn để tiến tới hôn nhân. Đây là món quà anh mua tặng em. Cảm ơn anh. Dạ, em thấy anh thấy như thế nào? Trước khi cảm nhận về anh thì anh cho em hỏi một câu hỏi. Đó là nếu như hôm nay người ngồi đây không phải là em, mà là một cô gái trẻ, đẹp, và anh cảm thấy là rất là hợp với anh, nhưng mà anh cũng cảm nhận được là cô ấy không thích anh, và chắc chắn là cô ấy sẽ không bấm nút, thì anh sẽ bấm nút hay không? Có, chắc chắn hơi khó. Ở trên chương trình này là một cơ hội cho mình. Cho dù ở trên đây không phải là cặp đôi nhau, thì ở dưới kia mình cũng là bạn bè, không gì cả. Vì em thích một người đàn ông có bản lĩnh. Và em hỏi anh câu đó thì cũng để nhìn nhận anh là anh có bản lĩnh hay không, từ những công việc nhỏ nhất. Có nghĩa là nếu mình thích thì mình sẽ bấm nút.
chứ không phải vì là bạn gái không thích cho nên thôi, mình biết là bạn gái không thích nên mình có thể bấm. Là cô gái không bấm nút đó. Nhưng bạn thích thì bạn phải bấm, thích vẫn cứ bấm. Đúng rồi. Đấy, hay đấy, cái này hay đấy. Thì cái nhận xét của em về anh á, thì anh em nhìn á thì thấy anh hiền, thật thà và bản lĩnh, thì em nghĩ chắc anh cũng là một người có bản lĩnh. Em rất là cần một người như vậy, vì em sợ nếu mà một người không có bản lĩnh á thì thấy khó lại buông xuôi. Vì em đã trải qua một mối tình á, thì nói chung là do anh đó không có đủ bản lĩnh để vượt qua cái rào cản của gia đình. Và cuối cùng thì em và người đó không đến được với nhau, cho nên em sợ cái vấn đề đó xảy ra. Ở cũng hơi hơi xa xa nhau đó, thì giờ hẹn hò mình sẽ hẹn hò như thế nào bạn trai? Ủa em ở Bình Dương khúc nào? Dạ em ở Thuận An anh. Thì chắc phải là một tuần thấy mà anh ra lên một lần. Anh nói anh ở Long An nhưng mà anh ở chỗ nào Long An? Nhà thì ở Châu Thành. Long An hay làm ở Bến Lức. Em cũng hay về Bến Lức lắm, em có một người bạn chị rất là thân. Thì trước đây em rất là hay về đó. Nếu mình hôm nay mình có duyên với nhau á, thì em cũng mong là có ngày mình sẽ quay lại Bến Lức. Yeah. Vậy là em có đồng ý theo ảnh về Bến Lức để lập nghiệp khi mà hai người tiến tới hôn nhân hay không? Dạ nói chung á, thì lập nghiệp ở đâu á, thì không quan trọng chị. Nếu mà ở đâu mà có thể cho mình công việc ổn định tốt hơn thì em sẽ ở nơi đó. Rồi bây giờ nếu như cô này có đồng ý về quê của anh để mà sinh sống thì anh có tìm được việc làm cho cổ không? Dạ nếu có thì được chứ chị. Rồi, dạ làm nếu mà được. Dạ em hiện tại em đang công tác ở phòng kế hoạch của công ty sản xuất giấy. Dạ. Bây giờ hai người nhìn nhau và nói cái cảm nhận của mình hiện tại bây giờ như thế nào? Anh nói ha, thì khi mà anh đã đi lên con đường rồi, tỏ sáng rồi, nhưng mà đúng như mà đi nó bị sập xuống một cái điểm tối. Đó, anh bây giờ chỉ có một cái ánh sao giống như là con anh. Anh đang đi trên con đường đó cũng nhờ con anh. Đó thì anh hy vọng nó một người cùng anh chăm sóc cái ngôi sao đó, là hy vọng đó là em. Dạ. Bạn gái. Dạ thì nói chung là em đến đây thì em cũng với một cái tinh thần đó là nghiêm túc, và em cũng mong là mình sẽ cho nhau cơ hội. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây. Vẫn là ba tiếng đếm rất quen thuộc. Suy nghĩ cho kỹ khi nhấn nút. Nhấn nút là trao nhau cơ hội. Suy nghĩ quyết định thật chính xác. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa có bấm không? Em có bấm không? Có. Bấm nhiều không? Tôi đã thoát tim vì tôi nghĩ là hai bạn không bấm. Sao bạn nữ lại bấm chậm như vậy? Dạ em bấm anh không ăn. Bấm không ăn, bạn nam? Bấm dạ. Liên tục luôn. Các anh kỹ thuật ảnh chơi hát quá thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp đôi chứ đấy. Hy vọng rằng các bạn sẽ về Bến Lức có công việc ổn định và sẽ có một cái hạnh phúc dài lâu. Đây là chiếc vé xem phim của em.